Tế ơi tù bây giờ có tiền là có chân chơi, chỉ sợ đéo có tiền thôi. Đúng rồi. Hiểu chưa? Thế mày thế mày cứ tưởng thế là mày hay à? à? Cứ tưởng là có tiền hay à? Không nghĩ không ý nhục à? à? Cuộc đời không thấy nhục à? à? Đã vi phạm pháp luật đúng không? Đã làm khổ mẹ cha, làm khổ vợ con, bố mẹ rồi. Hả à. hả? À. Đi tù là lỗi nhục đúng không? gia đình lại phải lo cho rồi trèo chống cho đó, thế khi vào tù rồi, đó lại còn khổ mẹ cha bảo nhà mày đi tù thì lấy đâu ra tiền đúng không? Mày muốn lo chân chơi đúng không? Thì phải điện với gia đình, thế thì bố mẹ, vợ con lại búc bắt họ lại đi vay mượn hàng xóm, rồi là có khi phải bán nhà đi để lo cho mày, cho vợ, cho vợ con, vợ con lo cho mày, thế mày tưởng là hay à? À, gấu mèo phải khẳng định một bản thân mình dám làm dám chịu bước chân về tù đã dám chơi mà chơi là phải chịu vào gia đình bố mẹ có điều kiện nên thăm nuôi thì kệ bố mẹ vợ lúc là có tiền thì lên chứ 10 thằng nói thật luôn này thằng đéo nó vào trong nhà tù chẳng gọi điện về no cho con chân cải tạo rồi no cho con chuyển đội con đội nó vất vả quá như cái sảnh về nhà tù là ăn tục là phép hết tao đội trưởng rồi đầu cất rồi là chân chơi rồi là cai đều báo số đội trưởng nội kia à, chích cho các ông toàn đội trưởng đội nhà mét thế làm cái gì đâu ngoài đời tay đôm tay pha vào trong trong tù ấy hiểu chưa xin lỗi luôn các con vợ tuổi gì các con vợ chỉ đến tuổi cầm dép mà đánh nhà mét thôi đánh toilet ấy. đấy hiểu chưa đừng nói hay nữa hiểu chưa đi tù là lỗi nhục mà tao đây cũng từ lỗi nhục đi lên đó Ngày xưa nhục làm khổ mẹ khổ cha Những đời tế điên Và những người anh đi trước chưa bao giờ Gia đình nghèo mà Không có xác định luôn kẻ tạo bằng ngực Mà kẻ gia đình có không đéo bao giờ Bỏ tiền đi trên chơi Trên chơi thì làm con màu cho bọn quản giáo Làm cái gì Hiểu chưa Dám chấp nhận luôn Bố mẹ có lên thăm con Lúc nào lên thăm Chưa bao giờ mẹ ơi Về no cho con này. Thứ nhất vậy còn các anh ngày xưa tù người ta đẳng cấp Người ta cải tạo bằng ngực luôn này Đội trưởng chân chơi người ta bằng khẳng định luôn Bằng mọi giá cho tù Kể cả bằng bất cứ một cái gì Kể cả thêm án đâm nhau Làm gì đó để có cái chân cải tạo Chứ không như ba cái thằng công tử Sống trong gia đình bao bọc Hiểu chưa Lúc vi phạm thì kinh lắm ra phóng lợn lê qua đường Dọa ma dọa khỉ Lúc bị bắt vào các ông giáo đập trò thì cháu xin chú chú ơi cháu khai ngoài đời thì cắt máu ăn thề nhập kho khai hết bố làm ở đâu khai thôi đừng có cái giọng giang hồ hiệp khách đi vì cái đấy là giả sử rồi nhá không còn thời Lương sa bạc chú anh đào đâu không còn không còn cái thời tam quốc đâu rồi ra sống thực tế đi năm hai ba rồi sống làm người đi chỉ có những con đường lương thiện như thế này này đôi bàn tay ngày xưa ra sội kiếm bằng tiền bằng bằng đôi tay luôn này nhưng bây giờ phải làm bằng mồ hôi nước mắt của mình phải làm bằng công sức của mình tay này không thể đi ăn cướp không thể ăn trộm không thể đi đánh nhau để lấy tiền không thể đi lấy được cái bàn trái được không tồn tại được đồng tiền đó đêm nằm chỉ giật thột thôi ăn không trôi nhá trôi là một lần đừng nghĩ là thoát người ta bảo rồi lưới trời lộng tuy thưa và có luật đã thế có thằng giang hồ nào đã có thằng lưu manh nào đã có thằng à, giang hồ nào mà tồn tại được chưa Hả? hay là đều phải trả giá hết với những cái sai lầm của mình đúng không đừng có đừng có há mồm ra nói là có tiền có hết nhà người ta có tiền nhà, nhà nhà ông có không nhà ông có không Ông còn tục lấy phép Đấy, chứ còn kể cả có tiền Đấy, tự do tự tại là tốt là hay nhất là hạnh phúc nhất à, như cuộc đời tế điền này à, khổ tí thôi nhưng là vui bán nước xong ngày ung dung tự tại tối kể chuyện nai chim trên kênh youtube tế điền nào định sướng không thích đi đi thích ngủ được ngủ còn trong tù mày con này ông vua nhà tù mày là con gấu misa mày con là gấu cả con luôn cho mày là thi đua chật chữ đi nhá cái thời đỉnh luôn Thấy khốc liệt luôn thì mày cũng phải vào trong nhà tù, mày phải vào buồng. Khi mỗi khi tiếng kiệm điểm ra mày phải chui vào bên buồng, nhốt như một con lợn. Thấy không? Thứ một, thứ hai nữa cơm bếp bê lên tuổi mà ăn. Mày dám ăn trước không? Ừ. Mày gấu thì mày cũng đi quanh lanh quanh lanh quanh ở trong cái cái phạm vi nhà tù. Đấy bao mét vuông. Đúng không? thôi đừng chém nữa cất cái đao vào cất đao vào thấy chưa ngày xưa người ta bảo là nước à, kiếm chém trong nước 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 cần chảy xiết thấy chưa nhưng mà đao bây giờ tốt nhất là cầm mẹ xúc xích lập sườn mà ăn thấy chưa nó còn có chất chạy quanh người cầm đao má tấu là mệt lắm rồi vào youtube tút đấy nhá gửi cho các con vợ luôn đừng có ngạo mạn thích sống kiểu lưu sơ bạc không có đâu rồi à, bây giờ hai nghìn hai ba rồi thấy chưa đừng không bao có công nghệ va đâu đến với nhau bằng chén nước trà đến với nhau một ly nước lá nó là tình cảm đừng có rủ innova nhá mệt lắm